Thưa quý vị và các bạn, ung thư xương là bệnh hiếm gặp trong các loại bệnh ung thư. Bệnh tiến triển từ từ, triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh thường đến viện ở giai đoạn muộn. Bệnh hay gặp ở thanh thiếu niên từ 15 cho đến 25 tuổi, chiều cao phát triển nhanh hơn trẻ cùng trang lứa. Trong một sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này. Ung thư xương giai đoạn đầu, triệu chứng mơ hồ, nếu không chú ý sẽ dễ bị bỏ qua. Đau mỏi chân tay, đặc biệt người trẻ khoảng 30 đến 40 tuổi. Đau xương, cảm giác vùng xương nào đó ấm hơn, các chi yếu hơn, tê hoặc đau nhức mơ hồ. Dấu hiệu ung thư xương giai đoạn tiến triển, bệnh nhân mệt mỏi, gây sút cân không rõ nguyên nhân, có thể sút nhẹ. Đau xương tăng dần, cảm giác xương yếu đi rõ rệt, đau liên tục, dùng thuốc giảm đau không đỡ. Vị trí xương bị bệnh có thể xương to lên, cơ thể gãy xương không do chấn thương, nổi hạch ngoại vi rắn chắc, di động hạn chế. Bác sĩ có thể cho biết là những lứa tuổi nào thì thường mắc ung thư xương và những cái dấu hiệu điển hình là gì ạ? Sau khi bệnh nó phát triển lên ấy thì các vùng như giảm vận động, ví dụ như cái khối u ở vùng đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chày thì sẽ giảm vận động của khớp gối, và kèm theo là vì như thế cho nên dễ teo cơ, và các triệu chứng này thường là muộn. Và một cái điểm nữa là ví dụ như là nó trên cái đường đi của cái dây thần kinh hông thì đôi khi là các dấu hiệu của dây thần kinh hông trước khi xuất hiện khối u. Do đó mà tất cả các triệu chứng mà khi nó xuất hiện thì cần hết sức lưu ý. Chỉ cần ngay chụp X quang thông thường, ví dụ như cái tổn thương ở các cháu có đau, có khối u ở lứa tuổi khoảng 15 đến 19 tuổi là hay gặp. Và khi chụp lên bằng X quang thông thường cũng đã có những cái hình ảnh, ví dụ như là nó hủy xương, hoặc là đặc biệt nó gọi là hình ảnh như là cái tia nắng mặt trời, đấy là hình ảnh nó rất điển hình rồi. Nhiều khi nó chỉ gợi ý là một những cái đường gãy của cái màng xương. Và trong trường hợp khi đã có triệu chứng gợi ý này thì mình sẽ dùng những cái biện pháp hiện đại hơn như là chụp cắt lớp vi tính hoặc là chụp cộng hưởng từ thì cái thể hiện nó sẽ rõ hơn. Và để được đến chẩn đoán cuối cùng bệnh ung thư xương, sắc cụm xương thì phải sinh thiết tổn thương. Sinh thiết tổn thương thì lúc đấy có cái bản chất của tế bào ung thư thì sẽ đưa ra cái hướng điều trị nó mang tính chất triệt để và hiệu quả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, đối với căn bệnh ung thư xương thì được biết là nếu mà phát hiện và điều trị sớm thì cái hiệu quả của việc khỏi bệnh sẽ rất là cao. Vậy theo bác sĩ thì hiện nay Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thì đang áp dụng những cái phương pháp điều trị tối ưu ra sao ạ? Khi mà đến khám thì thường là bác sĩ sẽ định hướng là chỉ định làm cái gì, ví dụ như là về chụp phim, gợi ý chẩn đoán hình ảnh, và lúc đó thì phẫu thuật viên sẽ làm động tác biện pháp đầu tiên là sinh thiết cái tổn thương để xác định bản chất tế bào ung thư là gì. Và thường là chúng tôi sẽ phối hợp điều trị hóa chất trước, hóa trị trước để làm sao để ngăn chặn những cái ung thư. Và có qua khoảng 2 đến 3 liệu trình là tùy theo cái phác đồ sẽ chỉ định cụ thể thì sẽ phối hợp với các nhà phẫu thuật. Phát hiện sớm và điều trị triệt để ung thư xương bằng cách hóa trị, cắt bỏ tổ chức ung thư xương kết hợp với việc thay khớp nhân tạo để phục hồi chức năng vận động của khớp, giúp bệnh nhân thoát cảnh tật nguyền vì cắt bỏ chi thể. Đây là một kỹ thuật phẫu thuật rất khó vì tổn thương mất xương rộng, các mốc giải phẫu không còn đầy đủ. Do đó, phẫu thuật này chỉ được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao và dày dặn kinh nghiệm. Chính vì thế, việc lựa chọn phác đồ, chiến lược điều trị là vô cùng quan trọng. Nhiều người đã thoát nguy cơ cắt chi, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ phương pháp điều trị theo xu hướng bảo tồn chi thể tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị khán giả, hiện nay thì tỷ lệ mắc ung thư xương đang ngày một tăng lên, khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo. Bệnh ở cấp độ nặng gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, gây tàn phế, mất chức năng chi thể, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, việc lựa chọn điều trị tại bệnh viện chuyên khoa có trang thiết bị và phương pháp điều trị hiện đại là vô cùng quan trọng. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.